Dạ, Hoa Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Hôm nay là thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2022, thì em có làm cái clip để giới thiệu với bà con cái giống cam Đài Loan nè bà con. Đây là cái cây cam Đài Loan thực tế của em, cây lỡ nó đang trổ bông nè. Cây này cái hoành nó chừng ngón tay trỏ, chủ yếu là giới thiệu cái bông nha bà con. Đây cái bông của nó nè, bà con thấy nó đường kính với nhau luôn, mình không không thấy kẽ hở nè bà con. Em trẻ mới thấy kẽ hở cái chân bông nha. Nó kết cấu bông rất là đẹp và rất là dày, màu thì sặc sỡ. Rồi một loại bông nữa gắn rất đáng để sưu tầm nha bà con. Thì hiện cây giống em đang bán là 23 ngàn một cây nha bà con. Nè em quay kỹ lại cho bà con coi cái nữa nè. Đó, ở đây là nụ đang búp nè, đẹp lắm. Đây cây này cũng đang nở nè. Thì bà con trồng thì sẽ mua cây giống của em trồng thì nữa sẽ được ra cây thành phẩm cao đẹp, ba bông đẹp gì nha bà con. Rồi để em đi lại cái bãi giống em giới thiệu bà con cái lô cam Đài Loan của em nha. Rất nhiều loại giống nha bà con, nhưng sáng nay em sấy vô chủ đạo cho bà con coi cái cam Đài Loan. Tại vì hiện giờ cam Đài Loan của em nó rất nhiều nè. Đây là mấy trăm cây cam Đài Loan nha bà con, chiều cao cao là 4 tấc trở lên. Đây, cây cao đẹp như thế này đây. Rễ đây. Nè bà con coi. Như mấy cây cao rồi em mới xuất nha, rễ đây. Đó. Như mấy cây này thì mình nuôi thời gian ngắn nữa nó cao lên rồi. Nè mình lấy cái lứa cao mình bán trước. Chiều cao bình quân khoảng 4 tấc nha bà con. Khi em xuất bán cho bà con á, ra bông thì nãy em có giới thiệu bà con rồi đó. Còn cây thì để em đo chiều cao rồi. Cái gang tay mình nó khoảng 20 cm, thì đây 1 gang, 2 gang. Hơn 2 gang nè, em đo lại nè. 1 gang, 2 gang. Hơn 2 gang tay nghĩa là 40 cm. Thì khi xuất bán cho bà con là em lấy chiều cao bình quân từ 40 cm ăn lên, chứ em không lấy xuống nha bà con. Này em nói công khai trên clip nha bà con, giá là 23 ngàn một cây bao phí ship nha bà con. Đơn hàng từ 150 ngàn trở lên thì được em bao phí ship. Có nghĩa là bà con mua khoảng 8 cây là được bao phí ship rồi. 10 cây thì nó chẳng tiền 230. Đó, thì số điện thoại liên hệ đặt hàng của em là số 0798 716 145 nha bà con. Và em xin nhắc lại số điện thoại là 0798 716 145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Đó, nó nguyên bãi cam Đài Loan, bà con thấy đẹp xanh mướt. Riêng có cây này là mình bỏ ra nè, cây này bị vàng si nè. Chia tay nó đi. Còn lại tất cả là mấy trăm cây còn lại là xanh đều hết. Trong bãi thì đương nhiên phải cũng phải có cây tốt, cây xấu, cây cao, cây thấp, nhưng mà khi bán em lựa bà con cây nó cao khoảng 4 tấc trở lên và cây sống mạnh. Như cái này là em loại ra rồi, vàng gì là hiểu rồi. À, cam Đài Loan nghe bà con. Số điện thoại Zalo của em cũng là số 0798 716 145 nghe bà con. Bà con có ủng hộ kênh em thì mời bà con bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh em ngày càng phát triển nha bà con ơi. Bấm đăng ký kênh sau đó mình bấm vào cái chuông cho rung lên khi em có đăng clip mới thì bà con nhận được thông báo liền nha bà con. Đây nè, bãi giống của em nè bà con. Đó, rộng lớn vậy đó. Nhưng mà sáng nay em sấy vô cái cam Đài Loan. Bà con có mua muốn coi tất cả các loại của em thì em có cái clip trước đó để em đưa cái link phía dưới phần bình luận cho bà con. Em đưa cái link phía dưới phần bình luận với phần mô tả, bà con chỉ cần nhấp vô là bà con sẽ dẫn vô cái clip mà em quay 53 loại giống cho bà con. Còn sáng nay là em sấy vô cam Đài Loan. Nè rộng lắm. Bà xã em đang soạn hàng để đóng gói giao cho bà con nè. Đó, sáng nào cũng đẩy xe rùa ra đừng soạn hàng cho bà con. Đó. Rồi thì tiếp theo là em quay em giới thiệu bà con cái trang cẩm thạch lá nhỏ nha bà con. Đây nè. Hôm đó em có quay một cái clip mà bà bán thật sự là bán chưa hết nha bà con. Tại lúc đó dường như là chưa có bông, bà con không chịu hay gì á. Giờ nó cũng có bông nhiều nè. Như cái này hai màu, màu trắng với màu tím quế nè. Rất đẹp, rất nhìn mắt luôn. Em ví dụ như cái cây này, cái cũ nó gì nè, em có ghi thông số hả? Trong cái clip cũ em vẫn giá y cũ nè. Cây này 300 ngàn nè, cũ gì nè. Nè hoành là 11,5, cao 70, giá 300k, chiều ngang là 67. Rồi em ví dụ tới cây này nữa. Ví dụ cây này đi, cây này thì nó nhỏ hơn, dễ 250. Nè cũ đẹp nè. Cây này hoành 10, cao 55, ngang 55, giá 250 nè. Một tím quế, này là gặt một mà tím quế. Rồi ví dụ như cây này tàn lớn nè, vừa màu trắng màu tím quế nè, lá thì cẩm thạch rất đẹp. Cái đó hoành 13, cao 80, ngang 80, giá 400 ngàn. Đây cũ nó đây. Đó em ví dụ đơn cử bà con coi nha. Còn giờ mà bà con ngắm, bà con có thích thì cây nào thì liên hệ với em chụp Zalo cho bà con. Chụp Zalo em quay clip riêng cho bà con, hoặc là bà con quay trở lại cái clip cũ, em có cái clip cũ trong kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang nha bà con. Thì bà con có đặt hàng em thì liên hệ số điện thoại 0798 716 145. Số Zalo của em cũng là số 0798 716 145 nha bà con. Ở đây em ghép hai màu nè, màu tím quế với màu hồng nè. Nhà đẹp. Như cái này màu trắng gặt luôn nè. Đó, cũ đẹp không nghe bà con. Còn cái này một cốt màu trắng gặt luôn. Màu trắng tinh khôi như ngọc trinh luôn nè.
một cốt cao, thoát thân cao, củ cũng khá đẹp. Rồi, đây là lô cẩm thạch. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến bà con cái lô hôm với Mỹ nha bà con. Đây cái lô hôm với Mỹ, cây này già nè bà con. Đây em quay thì bà con thấy hả? Quay vô rồi kết hợp với em giới thiệu cái thực tế bà con coi bà con thấy hả? Đây rễ đây, rễ nó hơi già rồi, nó hơi tối màu nha bà con, chứ không có trắng trong nữa nè. Rễ già tối màu rồi, thì này nó cũng tới lứa bán rồi đó bà con thấy không, cọng rễ bự. Nếu mà rễ mới là nó còn nhỏ mảnh, con này cọng rễ bự màu hơi tối rồi, đó là nó già rồi. Còn lá nè, mưa thì nó hơi đốm đốm chứ không có vấn đề, thậm chí mưa quá nó sẽ rụng lá luôn. Mà con trồng với Mỹ bà con sẽ biết, nhưng mà qua đợt nắng lại là nó sẽ ra lá mới và rất là nhiều chồi đẹp mới. Đây nguyên lô hôm với Mỹ, dạ em báo giá công khai là 4.000 một cây, không bao phí ship nha bà con. Em ship đơn từ vài chục cây em mới ship nha bà con. Mua vài cây thì bà con kết hợp với mua bông trang giống em mới ship. Còn lại mua riêng hôm với Mỹ thì mua vài chục cây em mới ship. Và đơn hàng của em là giá là 4.000 một cây, không bao phí ship nha bà con. Đây hôm với Mỹ 27. Cái này hơn 1.000 nha bà con. Bà con nào có mua lập vườn thì liên hệ em nha bà con. Số điện thoại 0798716145 nha bà con ơi. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Rồi số Zalo em cũng là 0798716145 luôn. Nè xanh tốt luôn nè. Em lấy cái cây thí đại đơn cử ra nè, cũng rễ cũng tối màu luôn nè. Nó già rễ. Cái này có rụng lá là do mưa thôi. Em cũng giới thiệu bà con nào chơi bông giấy mà có biết thì mình sẽ dễ mua hơn. Đó, cây cao xanh nâm đẹp. Rồi em quay trở lại. Rồi quay trở lại cho bà con coi sơ bộ cái vườn giấy cẩm thạch em nha bà con. Rồi em có ra nữa, sắp tới là có đỏ lửa nè, em ghép đỏ lửa nè, chín trơn nè bà con, đỏ lửa. Đỏ lửa tím tiết em cũng có luôn nha bà con. Sắp tới cái này tàn nó bự lên rồi, bắt đầu em làm clip em giới thiệu bà con. Bên đây thì nguyên một bãi là cây giống bông trang, hơn 10.000 cây. Ở đây chỗ trống này chuẩn bị ra thêm một mớ nữa nè. Cha dọn chỗ trống sạch đẹp rồi, chuẩn bị cha ra thêm một mớ nữa, cái mới sang chậu á. Đây, đây là đỏ lửa. Đây là giấy đỏ lửa nha bà con. Rất đẹp nha bà con, em đang sản xuất cái này khá nhiều. Còn đây là tím tiết, rất đẹp. Em đang đẩy mạnh sản xuất mấy cái này, bà con cứ chờ đi, em sẽ bán giá bình chân hữu nghị cho bà con nha. Này, trong thời gian vừa qua em tập trung vào bông trang không à, em chưa có đẩy mạnh với Mỹ, nhưng bây giờ em tập trung đẩy mạnh với Mỹ ghép ngũ sắc nữa. Ủa, ghép ngũ sắc, ghép cẩm thạch với ghép các loại hàm bà lằng. Nói chung là trên thị trường có cái gì thì em cũng sẽ tìm có cái đó để mà ghép, để mà chia sẻ giao lưu bà con nha. Cái này tím queen nè bà con, tím queen đẹp, tím queen bông rất bự nha. Còn cái này là cẩm thạch lá lá chung mà màu cam, khi mới chỗ màu cam mà khi về già nó màu hồng, hai màu. Rồi thì đến đây em cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang trong thời gian vừa qua nha. Em cũng tha thiết mời bà con bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh em ngày càng phát triển nha bà con. Đến đây thì em cũng xin tạm biệt bà con. Chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha.